Trong kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký có ghi lại mỗi chuyện như vậy: ở quá khứ vô số kiếp về trước, có một thế giới tên là Vô Lượng Đức Tụ An Lạc Thị Hiện. Trong thế giới này có một vị Phật hiệu là Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai. Quốc độ của Ngài thanh tịnh trang nghiêm, đẹp đẽ khó sánh. Đồng tử phát nguyện: thời đại Đức Phật này giáo hóa, có một vị quốc vương tên là Oai Đức, lấy chánh pháp trị vì hơn ngàn quốc gia. Một hôm, vua Oai Đức tu tập trong lâm viên, nhập vào thiền định tam muội. Các ngươi là Thiên Long hay Dạ Xoa? Là người hay là phi nhân? Nói cho ta biết danh hiệu của các ngươi. Nhất thiết chư pháp không, sao còn hỏi danh hiệu? Quá khứ pháp đã diệt, tương lai pháp chưa sanh, hiện tại pháp bất trụ, nhân giả hỏi tên ai? Không pháp cũng không nhân, không rồng không la sát, nhân cùng phi nhân đẳng, nhất thiết bất khả đắc. Hả? Danh danh giả tức không, danh danh bất khả đắc, nhất thiết pháp vô danh. Mà muốn hỏi danh tự, muốn cầu tên chân thật, chưa từng có kiếp gian, phù sanh pháp tích diệt, vì sao lại hỏi tên? Nói danh tự ngữ ngôn đều là pháp giả thiết. Ồ. Ngài có thể gọi tôi là Bảo Ý, gọi bạn ấy là Bảo Trượng. Phương pháp của nó khiến người nghe y đó làm theo. Trong những thứ cúng dường như hương hoa, y phục, thuốc thang, giường nằm, cái nào là tốt nhất vậy? Có thể phát Bồ Đề tâm, lợi ích tất cả chúng sanh, tức là cúng dường Phật. Dùng vô số phẩm vật quý giá
dâng lên cúng dường cho chư Phật, công bằng đem tâm từ bi hồi hướng đạo Bồ Đề thành Phật. Đây chính là cách cúng dường tốt nhất, còn những cách cúng dường khác đều không thể vượt hơn. Nhận được phước báo vô lượng vô biên, không thể tính được. Phát Bồ Đề tâm này, tất có thể thành tựu quả Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. hoàn toàn chân thật, tuyệt đối không hư vọng. Bắt đầu từ hôm nay, nếu như con giống chúng thành văn chỉ lo phần tư lợi mà không thực hành Bồ Đề đạo cứu độ chúng sanh, tức là lường gạt Thế Tôn. Con không tìm cầu thánh quả duyên giác, chỉ có thể tự mình giác ngộ. Con muốn ở trong dạng ức kiếp đem tâm đại bi cứu độ giải thoát nhất thiết chúng sanh. Quốc độ của Thế Tôn ngày nay thanh tịnh an lạc, di diệu trang nghiêm. Nguyện khi con thành Phật, quốc độ của con vượt trội hơn trăm ngàn ức lần, không có chúng sanh thanh văn và duy giác, chỉ có Đại Thừa Bồ Tát Phát Bồ Đề Tâm số một không hạn lượng. Họ đều thanh tịnh vô cấu, đầy đủ hỷ lạc thượng diệu, ra đời trong Phật Pháp chánh kiến, có thể thọ trì tất cả Phật Pháp bảo tàng. Những lời thệ nguyện của con nếu chân thật bất hư, thì đại thiên thế giới hãy vì đó mà chấn động. Vua Oai Đức khi đó nay chính là Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn hai vị đồng tử chính là Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Hai vị Đại Bồ Tát này ở trước Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai sơ phát Bồ Đề Tâm. Trước khi các ngài phát Bồ Đề Tâm, đã có trí huệ thấu hiểu được rằng danh tự bất khả đắc là do các ngài từng ở trong vô số kiếp cúng dường chư Phật đã trồng xuống rất nhiều thiện căn. Phật quốc vô lượng đức tụ an lạc thị hiện khi đó chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới bây giờ. Sau vô lượng vô số kiếp trong đời vị lai xa xôi, Đức Phật A-di-đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng sẽ niết bàn. Sau khi niết bàn, thời gian chánh pháp trụ thế cũng giống như thọ mạng vô lượng của Đức Phật A-di-đà. Chúng sanh mà Phật A-di-đà còn tại thế
và sau khi Niết Bàn đã giáo hóa. Cũng như vậy, vô lượng, vô biên. Sau khi Phật A-di-đà Niết Bàn, có thể có chúng sanh không gặp được Phật. Nhưng mà nếu có Bồ Tát chứng được niệm Phật tam muội, thì có thể thường thấy được pháp thân bất diệt của Phật A-di-đà. Sau khi Phật A-di-đà diệt độ, tất cả bảo vật nơi cực lạc thế giới, dòng nước, ao tắm, hoa sen, cây báo, vẫn thường xuyên diễn nói pháp âm. Giống như đích thân Đức Phật A-di-đà thuyết pháp, không hề sai khác. Sau khi chánh pháp của Phật A-di-đà tận diệt, vào lúc nửa đêm, khi minh tướng xuất hiện, Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ ở dưới cây Bồ Đề Thất Bảo, kiết già an tọa mà thành tựu Phật quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hiệu là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai. Phật độ của Ngài là thất chủng bảo vật tự nhiên, khéo léo hợp thành. Phong cảnh trang nghiêm, có dùng thời gian vô số kiếp cũng không thể nói hết. Trang nghiêm hơn quốc độ của Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai ức vạn lần. Nơi đó không có thanh văn duyên giác, đều là Đại Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm đầy khắp quốc độ. Tên của quốc độ đó là Chúng Bảo Phổ Tập Trang Nghiêm Thế Giới. Khi Đức Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai còn tại thế, do Đại Thế Chí Bồ Tát thân cận cúng dường cho đến Niết Bàn. Sau khi Niết Bàn, Đại Thế Chí Bồ Tát vẫn phụng trì chánh pháp. Sau khi chánh pháp tận diệt, Đại Thế Chí Bồ Tát ở quốc độ này viên mãn thành Phật, hiệu là Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Như Lai. Quốc độ của Ngài và Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai quang minh thọ mạng số lượng Bồ Tát cho đến thời gian chánh pháp trụ thế, tất cả đều bình đẳng như nhau, chẳng hề sai biệt.